Dạ rồi, em chào cả nhà mình hen. Hôm nay em đến với kênh của Trọng Lê á. Em giới thiệu một số mai con sắp rễ và quấn rễ hen. Rồi cắt rễ chuột nữa, mong cả nhà mình ủng hộ giùm em hen. Dạ. Địa chỉ của em là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Em ở ở số điện thoại của em là 0357410277, số đó cũng là số Zalo của em luôn. Mong cả Dạ. nhà mình ủng hộ giùm em ha. Em giới thiệu cho cả nhà mình cái loại này là mai con cắt rễ chuột cấy xuống hồi nhỏ nha cả nhà. Dạ. Cái loại này thì chiều cao nó tầm khoảng là 20 cm đổ lên ha. 20 cm đổ lên. Đúng rồi, 20 cm đổ lên đến chắc cũng có 25 ạ ha, Dạ. 25 30 vậy ha. Dạ. Cái loại này thì nói chung là em bán giá là 5.000 một cây nha cả nhà. Mong cả nhà mình ủng hộ giùm em ha. Là cái hàng này là mình cắt rễ chuột rồi mình về Đúng mình rồi, sắp rễ cái hay này chị? là rễ nè ha, cắt rễ chuột Ồ. hồi nhỏ nó đều ghê ha. Dạ. Đó, ra rễ đều ghê ha. Để mình vũ ra mình xem thử Đúng cái rồi, nha. cho cả nhà mình xem thử coi. Cái này về cho cả nhà mình sắp rễ ha. Dạ. Sắp rễ thì cả nhà mình cũng đã coi trên mạng là cả nhà mình cũng đã biết rồi. Dạ. Nên là em không có vô thùng xê cho cả nhà mình xem nha. Cả Dạ. nhà mình cũng biết rồi, em không có vô. Nè, rễ ha. Cắt sát rồi ha, giờ nó thưa đều ra vậy đó ha. Rồi cái Đây. bắt đầu mình sửa rễ là mình trải mấy cái rễ này ra nha. Dạ. Trải mấy rễ này ra nó rất đẹp luôn ha. Rồi. Nếu mà cả nhà chưa biết cái cách làm cây mai sắp rễ thì cả nhà có thể lên YouTube và cả nhà Đúng rồi. tìm cái từ khóa Đúng rồi. cách làm mai sắp rễ cả nhà. Đúng Thì cái rồi. này mình có cái cây nguyên liệu sẵn Đúng rồi, rồi. mình chỉ Cái tham khảo này cách á làm thôi. cái này ví dụ như cái rễ nó dài á thì mình cắt bớt cái Bớt đi cho này. nó đều hả Đúng chị? rồi, cho nó để xuống lót manh bao hay là hoặc là đất gì cho nó đều ra. Dạ, cái này Sắp mình lấy sắp cho nó đều chừng ra ha. cái này mình khoảng chừng bao nhiêu vậy? Ví dụ như cây này khoảng chừng mấy cái rễ chị? Nhiều lắm á, Cũng nhiều tại lắm vì á. nó Mấy cái rễ một chính thì mình để mấy cái rễ nè. chính Nè, hai nè. nè ha, nó chút chút nè ha. Dạ. Nè, ba nè, bốn nè ha. Rồi năm nè, bên đây nữa nó đang ra Dạ, nè ha. để những con nhiều lắm cái Đúng nha. rồi. Mai này là mình giống mai gì chị? Dạo Thủ Đức ha. Cũng dở luôn ha. Cái hoành của cái cây này nó cũng không có lớn cả nha, thì mai nhỏ nhỏ vậy để nó ra nó mới nhiều cả nha. Đúng rồi. Rễ rất là nhiều Dạ. luôn nè. Như cái cây Cái này này thì là hoành rễ nó cũng nhiều nữa cỡ nhỏ hơn cỡ ha. ống hút luôn nha, mà để là mình rửa ra mình thấy rễ quá Hòn chừng quá luôn cả trời nha. rễ luôn ha. Cái rễ nào mình dài mình cắt ngang vậy Dạ. cái rồi bắt đầu mình mới tải rễ ra. Dạ, mình lót cái miếng manh bao gì rồi Đúng mình rồi, trải ra manh mình bao trồng. hay hoặc là đất gì á. Dạ, Mình đó tải mình mình để tải xuống ra. dễ cả nhà, Đúng mình trồng rồi. bình thường thôi. Đó, nó rất là đẹp luôn ha. Dạ rồi. Đó. Thì cái này Zalo là 5.000 cây hả Năm chị? ngàn một cây. Rồi, nó bằng giá với cái Ba mươi lô cây thì ba gửi cây này. hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. Năm Dạ. mươi cây tặng 2 cây luôn. 50 cây tặng 2. Đúng rồi. Mình lại dừng thì giá rẻ hơn ngàn ngay chứ nha, 4.000 thôi. Mai là mai nguyên liệu để mình sắp rễ, mai cắt rễ chuột đó cả nhà. Đúng rồi. Đây, cho nhà mình tham Cái khảo loại nha. này là loại nhỏ nha, chứ cái loại cây cao hơn thì em cũng có. À. 40 đến 50 cm thì em cũng có luôn. Dạ. Nhưng mà cái loại này em thấy dễ đẹp nên em giới thiệu cho cả nhà mình. Coi cả Dạ. nhà mình có mua về sắp rễ thì sắp. Dạ rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Cái hàng này mình để sắp rễ nha cả nhà. Đúng rồi, cái hàng này hiếm lắm á, ít ai có cái loại mà cắt rễ sát ở trên như vậy lắm. Dạ. Đúng rồi ha, Đây, cả thì nhà mình đều tham ra rất khảo là đẹp luôn nha. ha. Mai con quấn rễ đa dạng ha, đa dạng củ nở tổ chim là nó nha. Quấn một vòng hai vòng ha. Cây á, thì chiều cao nó là từ 20, nói chung là 30 đi, 30 đến 35 cm có hơn ha. Dạ. Cái loại này á, thì bán 3.000 một cây. Dạ. 30 cây thì gửi hàng, 50 cây thì bao ship, 50 cây thì tặng 2 cây ha. Dạ. Cây rất là đẹp luôn ha. Cái hoành mình lấy chừng cái nhiêu chị? cái hoành gốc của nó, cái thân của nó mình từ bằng ống hút đổ lên ha. Dạ. Nó có cái thì nó bằng ống hút, có cái thì nó bự hơn. Dạ, rồi. Mình tính là từ ống bằng ống hút đổ lên đi ha. Dạ, mặt hàng đa dạng này cả nhà. Cái cành nhánh này cả nhà. Chỉ có 3.000 cây thôi, mình lại vườn thì giá còn rẻ hơn nữa anh chị. Đúng rồi, mình lại vườn thì cứ bớt xuống 1.000 đồng một cây. Dạ, với số ngàn cây. Mình cái này là mình gọi là đa dạng, mình gọi là củ nở tổ chim là nó luôn ha. Dạ. Cây rất là đẹp luôn. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha. Đây, cành nhánh đây cả nhà. Chỉ có 3.000 một cây thôi. Rồi, tiếp tục. Cái này nè, nhìn cái này coi, cái này coi. Mình tham khảo thêm cây nữa. Đúng Cây này nó lồi lên rồi cả nó nhà, lòi lên luôn. mình dễ tham khảo này cả Đúng nhà, rồi. đa dạng nha.
Đây giờ em gọi là củ nở là sao? Cây cao ấy từ 30 xăng đến 35 xăng ha. Dạ. Có hơn. Dạ, mình là vườn thì có 2.000 một cây. Đúng rồi, lại vườn thì có 2.000 một cây rồi, một xích mà mình lựa ha. Dạ. Cái cành cây này nói chung là nó mập gốc cứng cây đó. Dạ. Có 3.000 cây, 30 cây thì gửi hàng, 50 cây thì bao ship. Bao ship rồi mình cũng 50 cây mình tặng 2 cây. Tiếp nữa là đa dạng ha. Đa dạng này là đa dạng cây lớn nha cả nhà. Dạ. Cây này cao á từ 50 đến 60 xăng có hơn ha. Cái loại này thì em cũng đa dạng này là quấn rễ là một vòng hai vòng, mình gọi là củ nở tổ chim nha. Dạ. Cái này thì 30 cây thì em gửi hàng, 50 cây thì em bao ship. Bao ship là 50 cây em tặng 2 cây. Cái loại này là 5.000 một cây. Cái này là đa dạng lớn nha cả nhà, hồi nãy là đa dạng nhỏ ha. Dạ, cái này hoành mình lấy chữ như chị. Cái này bằng chiếc đũa, chiếc đũa đổ lên đó ha. Dạ. Thấy cái cũng mập bóc nè ha. Chiếc đũa đổ lên. Cái này là tầm bằng chiếc đũa ha. Còn lâu nãy cỡ ống hút này cả nhà. Đúng rồi. Mà nói là cái này là chiếc đũa nhưng mà mình nói cho dễ ấy đi, nói là từ đầu đũa ăn đổi lên đi ha. Dạ. Chứ là cây nào cũng mập bóc đó. Dạ. Này 5.000 hả chị? Đúng rồi, 5.000 một cây. 5.000 một cây. Mình lại vườn thì chỉ có 4.000 thôi. Đúng rồi. Là hơn kia 2.000, 2.000 cây. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Đây. Cây đều có cành có nhánh 100% mình mới giao cho khách nha. Dạ. Còn cái nào không có cành có nhánh thì mình để lại vườn cho. Tiếp nữa là mình giới thiệu là hình thú nha cả nhà. Dạ. Hình thú thì đều là quấn rễ rồi ha, cấy xuống bẻ thân xoay đầu cất đầu lên, mình gọi là hình thú nha cả nhà. Đây. Cây rất là đẹp luôn, cây là cành nhánh mà 100% em mới giao cho cả nhà mình ha, còn cây mà không cành không nhánh em sẽ để lại nhà vườn chăm ha. Dạ. Chiều cao là tầm khoảng là 50 đến 60 xăng có hơn. Đẹp quá. Bán với giá là 5.000 một cây. Dạ. 30 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây. Rồi. Cái loại này đều là hạt của giảo Thủ Đức hết. Dạ. Mai con quấn rễ hình thú. Cành nhánh xum xê luôn á. Cái này mình có thể ghép đơn với cái đa dạng hồi nãy cả nhà. Đúng rồi. Cái đa dạng với cái hình thú với cái lò xo này đồng giá là 5.000 một cây. Mình cũng như là mà lấy mỗi một thứ một ít vô 50 cây là em vẫn ship bình thường. Dạ. Tại vì khi khách dài cây thú, dài cây lò xo, dài cây đa dạng á, dạ, thì nó cũng đồng giá nên là mình lấy cái một ít vô để mà cho được 50 cây là em vẫn ship. Dạ rồi. Là vườn này là 4.000 nha cái nhà. Đúng rồi, là vườn là 4.000, cây rất là đẹp luôn. Nãy giờ mình có đa dạng nè, hình thú nè cái nhà. Đây, cái nhà mình tham khảo nha, cái này mình về mình trồng đất vài năm nó lớn đẹp lắm cái nhà. Đúng rồi. Lớn lớn xíu mà mình ghép có giá trị lắm. Cái loại này thì cái thân của nó bằng đầu đũa ăn của mình đổ lên nha. Dạ. Có cây thì bằng đầu đũa ăn, có cây thì nó bự hơn ha. Có cây thì bằng đầu đũa ăn chứ có cây thì nó bự hơn, cây rất là đẹp luôn ha. Có cây thì nói chung là nó nhưng mà mình lựa là nó cũng cứng cây mình mới giao. Dạ. Có cây thì bằng đầu đũa ăn, có cây thì bự hơn ha. Nhìn đẹp quá cả nhà. Hình thú nha. Hình thú. Lò xo này là từ 3 vòng đến 4 vòng, 1, 2, 3. Mình quấn thưa đều ra nha cả nhà. Dạ. Cây thì cành nhánh là xum xê luôn ha. Cây cành nhánh là khỏi chơi luôn á. Em bán với cũng đồng giá là 5.000 một cây. 30 cây thì em gửi hàng, 50 cây thì em bao ship. Cái loại này nó cũng cao là từ 50 đến 60 xăng có hơn á cả nhà. Dạ. Cây rất đẹp hen nè. Rễ rất là to luôn ha. Rễ rất là to luôn, nó thưa đều ra to ha. Rồi kế nữa em giới thiệu cái này mình bao từ mấy vòng chị? Bao là từ 3 vòng đến 4 vòng. Dạ. Đây. Cây này là 4 vòng nè. Cây là 1 2 3 4 ha. Cây kia rửa nước kỹ, còn cái này thì rửa nước cũng kỹ nên dạ, khó thấy hơn phải không? Dạ, được chị. Cái này là 1 2 3 4 4 vòng ha. Nó chiều cao nó cũng từ 50 đến 60 xăng có hơn á. Cây thì mập gốc cứng cây. Cây này bằng chiếc đũa của mình nha. Dạ. Mập gốc cứng cây. Chiếc đũa ha. Chiếc đũa dạ, của mình á, cây rất là đẹp luôn. Dạ rồi. Giới thiệu cho cây này ha. Vậy là mình có đây.
Đó, ba dòng mà cái cọng rễ của nó bự, nó to ha. Mà từ đây nó bự, nó thưa xuống là nó nhỏ lại ha. Cái dòng của nó sẽ nhỏ lại. Chỉ có 5.000 một cây thôi. Đúng rồi, cây rất là đẹp luôn. Mình lấy số lượng lớn thì cũng có giá sỉ hả chị? Đúng rồi. Nếu như mà xe lấy số lượng lớn thì cũng để giá hữu nghị cho cả nhà mình có mua đi bán lại hay hoặc về trồng đất á. Dạ, lấy số lượng lớn vài ngàn thôi cả nhà. Đúng rồi. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha. Đây, lò xo. Lò xo. Cây rất đẹp luôn. Cây là giáo Thủ Đức ươm hạt hả chị cả nhà? Kế nữa là em giới thiệu cho cả nhà là bính nha. Dạ. Bính này là từ 5 đến 6 muối, nhưng mà em nếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Nhưng mà mình ngừa là những khi nó vụt ra một rễ, nên là em bao là từ 5 đến 6, 6 dòng ha. Dạ. Cây cao thì từ 40 đến 50 đến 60 xăng. Wow. Cao thì từ 5, cái này hơn 60 xăng, mà tính 50 đến 60 xăng đi ha. Dạ. Bính này cả nhà. Cái loại này em bán là 7k một cây, 7.000 một cây ha. Dạ. 7.000 một cây, 30 cây thì em gửi hàng, 50 cây thì em bao ship. Dạ rồi, cái hoành mình lấy chừng nhiêu chứ? Cái hoành thân này nó bút bi à. Bút bi quá. Dạ. Nó bằng bút bi á, nó mập gốc nó cứng cây nè. Dạ, mập gốc cứng cây cả nhà. Đúng rồi. Nói chung là cây rất là đẹp luôn ha. Cây dạ này cũng vậy. Bình. Cái nào cũng nói chung là mình nói là mình quấn thì mình quấn từ 6 vòng ha. Nhưng mà nhầm khi nó có vụt rễ ra thì mình bao với cả nhà là từ 5 đến 6 dòng nha cả nhà. Dạ. Mong cả nhà mình ủng hộ giùm em ha. Dạ. 30 cây thì em gửi hàng, 50 cây thì em bao ship tặng 2 cây. Dạ. Cái loại này em bán là 7.000 một cây. Dạ. Chiều cao thì 50 đến 60 xăng có hơn luôn ha. Dạ. Cây rất là đẹp luôn. 7.000, giá tại vườn là 6.000 nha cả nhà. Mình lại vườn mình lựa thì 6.000. Đây. Đẹp hơn cả nhà. Bính nha cả nhà. Đó. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Rồi tiếp tục mình tới là bí. Bí. Ha, bí này là từ 5 đến 6 7 dòng luôn. 1 2 3 4 5 6 7 dòng luôn ha. Dạ. Mình nhưng mà mình bao là từ 5 đến 6 7 luôn ha. Dạ. Cái loại này thì bán cái loại này có 7.000 một cây à. Dạ. 7.000 một cây mà 30 cây thì em gửi hàng, 50 cây thì em bao ship, 50 cây em sẽ tặng 2 cây ha. Đó là từ 5 đến 7 dòng. Chiều cao thì chắc này là từ 30 xăng à ha. Dạ. Từ 30 xăng đổ lên á ha. 30 xăng đổ lên. Đúng rồi. Chiều cao thì từ 30 xăng đổ lên. Cái hoành nó cái hoành này nó nhỏ hơn ống hút quá ha. Dạ nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Nhưng mà cái này bí này là mình quấn là cây phải nằm ở giữa nha. Dạ. Cây nằm ở giữa thì mới gọi là bí ha. Dạ. Cây nằm mà lệch một bên, méo qua một bên là không phải là bí. Dạ. Cái này là cây nằm ở giữa, cây này bí là rất là chuẩn luôn ha. Rồi. Cây này là bao là từ 5 đến 6 7 muối luôn ha. Dạ. 7.000 một cây, 30 cây gửi hàng, 50 cây bao ship, 50 cây tặng 2 cây. Dạ. Tham khảo thêm một cây nữa nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn, rễ này to luôn nữa nè ha. Bí cái ngay giữa luôn nha, cây nằm ngay giữa. Cái này là 8 muối luôn quá. Đây coi. Quá chừng rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 muối luôn. Nhưng mà mình không tính mấy cái muối lép rồi đi ha. Ôi ôi. Nhưng mà bên bao là từ 5 đến 7 7 muối đi ha. Dạ. Nhưng mà có cây thì nó nhiều hơn. Muối nhiều nha cả nhà. Đúng rồi. Cây rất là đẹp đó. Chỉ 7.000 cây thôi. Đúng rồi. Số lượng cũng không còn nhiều nữa nha. Dạ. Số lượng tầm khoảng 1.000 mấy cây nữa là hết rồi. Đúng rồi. Cả nhà tranh thủ nha cả nhà. Rồi bên kia mình có thấy tới bí nữa ha chị. Rồi mình coi lại cái này cả nhà. Bí. Rồi. Tiếp tục mình tới cái hàng tới này là thôi. Bí lớn nha. Bí lớn này, cái bịch này là cái bịch là 10 14 ha. Cái bịch là 14, cái này là 6 muối nha cả nhà. Bao cả nhà là 6 muối, đúng 6 muối luôn ha. Dạ. Bán cái loại này là bí lớn. Bí này là 1 mà 2 3 4 5 6 6 muối ha, đều ra ha. Cây nằm ở giữa. Chiều cao nó là từ 30 đến 40 xăng ha. Cái loại này em bán giá là 8.000 một cây. Bí này là bí lớn nha cả nhà. Dạ. Mong cả nhà mình ủng hộ em ha. Này là 30 cây thì em gửi hàng, 50 cây thì em bao ship. Em bao ship cũng tặng 50 cây, cũng tặng 2 cây ha. Dạ. Bí lớn bịch này là bịch 14 nha cả nhà.
Nó hơn có bí nhỏ có ngàn hả chị? Đúng rồi, nó hơn bí nhỏ có 1.000 hả? Tại vì cái này cũng số lượng không có nhiều nên là bán, vừa bán vừa giao lưu với cả nhà mình á, cho nó mau hết. Dạ, cái quành này mình lấy quành gốc này á, tầm khoảng là đầu đũa ăn của mình nha, đầu đũa ăn của mình á, dạ. Nó bự hơn ống hút, nó bằng ống hút á. Dạ. Tại vì có cây nhỏ hơn có cây thì nó có cây thì cây này thì nó bự hơn nha. Đây cả nhà. À, một cái hàng này là 7.000, cái hàng này là 8.000 phải không chị? Đúng rồi. Rồi, 7.000 với 8.000 này cả nhà. Thì bên đây muối nó nhiều hơn ha. Đúng rồi, còn dạ. Bên đây thì muối nó to nhưng mà muối nó ít hơn. Ít hơn. Đúng rồi. Đây cả nhà. Trên là 1.000 đồng thôi. Đúng rồi. Rồi cả nhà tham khảo cái cây nè. Đó. Rồi. Cả nhà cứ tham khảo nha. Bên này 7, bên này 8, giá tại vườn thì nó rẻ hơn 1.000 cây. Đúng rồi. Tính vườn thì nó rẻ hơn 1.000 dạ. Là 1 cây. Đây cả nhà. Bí nha. Toàn bộ là mai giáo thủ đức ươm hạt hết nha cả nhà. Đúng rồi. Giới thiệu với cả nhà mình là mai con mai này là tứ quý ha. Tứ quý sắp rễ lần 2 nha cả nhà. À, cây rất là đẹp luôn ha. Đây. Cái loại này em bán là 30.000 một cây. 10 cây thì em gửi hàng bao ship luôn nha cả nhà. Cây dạ. Rất đẹp ha. Chiều cao là từ 40 đến 60 cm nha cả nhà. Mai tứ quý cả nhà. Đúng rồi, mai tứ quý sắp rễ lần 2 ha, rễ rất là đẹp luôn nè ha. Dạ. Ừ. Đây cả nhà tham khảo nha. Ừ. Sắp rễ nha cả nhà. Tứ quý thì cái rễ đó, nó đâu có được bằng mai vàng anh chị, nó đúng rồi, rễ nó bằng. Không có nhiều bằng mai vàng nha. Dạ. Rễ nó ít hơn mai vàng. Nhưng mà mình cũng lấy ra từ bốn rễ đổ lên á. Dạ. Cái hoành này dạ. Mình lấy cỡ cây bút bi hả chị? Đúng rồi. Cây này loại này nó mập gốc cứng cây đó. Mập gốc cứng cây. Ừ. Mai tứ quý nha cả nhà. Ừ. 30.000 một cây thôi. Đúng rồi. Rồi cái này cây này ha. Dạ. Cái nhà thích mai tứ quý thì có thể tham khảo cái lô này nha. Mai tứ quý này là có bông là 4 mùa luôn nha cả nhà. Dạ. Cây nói chung là lúc nào nó cũng ra bông hết rồi. Dạ. Tứ quý mà. Bông thì nó rất là đẹp luôn. Rồi. 30.000 một cây, số lượng bên đây mình còn nhiều không chị? Cũng ít em, còn tầm khoảng chừng 1.000 cây nữa à. Chứ không nhiều. Dạ. Thì mong cả nhà ủng hộ giùm em ha. Dạ. Cái đó là mà 10 cây gửi hàng, bao ship luôn. Dạ. Rồi là 30.000 một cây á. Dạ. Thế nữa em giới thiệu cả nhà mình xem là mai giảo Thủ Đức sao sắp rễ ha. Giảo Thủ Đức sắp rễ lần 2 ha. Cái loại này thì em cũng bán với giá là 30.000 một cây. À, 10 cây thì em gửi hàng bao ship luôn nha. Chiều cao đó là từ 40 đến 60 cm nha cả nhà. Mai sắp rễ, mai giảo Thủ Đức sắp rễ lần 2 ha. Dạ, hoành này mình lấy chừng nhiêu chị? À, cũng bằng cây bút bi á. Bút bi. Cái loại này nói chung nó mập gốc cứng cây đó. Này sắp rễ lần 2. Đúng rồi. 30k hả chị? Đúng rồi, 30k một cây. Đây cả nhà. 10 cây gửi hàng bao ship luôn. Vậy là hàng sắp rễ mình có hai loại ha cả nhà. Một bên là mai giảo Thủ Đức ươm hạt, một bên là mai tứ quý. Hai loại này đều sắp rễ hết cả nhà. Thì cái hoành gốc nó cỡ nhau. Chiều cao thì mai vàng nó nhỉnh hơn một chút. Thì mình cũng bao là từ 40 đến 60 cm. Dạ, đồng giá 30k luôn nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Mình thích cái loại nào mình có thể trao đổi số điện thoại của chị Quỳnh Như, mình để bên góc trái màn hình nha cả nhà. Ở nhà vườn mình ở Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì rất mong cả nhà tham khảo và ủng hộ nha. À, mong cả nhà mình ủng hộ em tiếp nữa. Dạ. Em xin chào cả nhà. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo.